Xin chào anh em, hôm nay mình hướng dẫn anh em cách đọc và phân tích sơ đồ hệ thống còi con xe i10 đời 2020. Thực ra nó rất đơn giản thôi, nhưng mà để phân tích nó cũng rất là có cái rất là hay. Trước khi đi vào phân tích, chúng ta sẽ tìm hiểu về một số các chi tiết nằm trên sơ đồ, chẳng hạn như là đây là hai cái còi, các vị trí tiêm mát. Đây là dơ le, cầu trì còi 10A, nằm trong cái hộp cầu trì này, là hộp cầu trì đầu ở chỗ bên cạnh cái ắc quy ở đằng đầu xe, ở ngoài khoang động cơ. Hot, ất, an, tham là cái cầu trì này luôn luôn có điện, lúc lúc nào cũng có điện là cái cầu trì này. Mình đây là cái cuộn cáp còi, hay còn gọi là cáp túi khí, hay là một số người còn gọi là vòng điện vô lăng. Còn đây là nút bấm trên nút bấm còi trên chính giữa vô lăng. Nó có điểm nối mát luôn ở trong đây thì tiêu điểm đó. Đây sơ đồ hoạt động thì nó dòng điện thì dương lúc nào cũng đi qua cầu trì và xuống chờ sẵn ở tiêu điểm. Một con đường khác nữa là nó đi qua cuộn dây điện, qua cuộn dây điện trên dơ le và đi xuống qua cắp còi và đến chờ sẵn ở cái công tắc vô lăng. Khi một tài xế ấn nút còi thì là dòng điện sẽ đi qua tiêu điểm và về mát tại trên vô lăng, tạo thành một mạch kín xuất hiện từ trường ở cuộn dây. Nó hút cái tiêu điểm này đóng lại, rồi dòng điện nó sẽ đi từ cầu trì, qua cầu trì này rồi xuống dơ le và qua dơ le. Đến đây nó sẽ phụ thuộc vào hai vấn đề. Một là trên thị trường Ấn Độ, India này thì còi nó đi theo hướng này. Con này là một còi nhé anh em, nhưng không phải là hai còi. Đây là thể hiện là đây là nếu là thị trường India nó sẽ đi ra cái còi này, và thị trường không phải Ấn Độ thì nó sẽ đi ra còi này. Tại sao nó lại phân biệt như này, là ví dụ như là cụ thể là còi Ấn Độ này thì nó lắp ở dưới cái đèn pha bên phụ, còn cái còi thị trường chung thì nó nằm ở trên đỉnh cái két nước, trên đỉnh cái đoạn két nước của dàn đóng trên ba sốc ấy. Còn đây là vị trí tiếp mát với tùy từng loại xe, chẳng hạn như loại xe 4 cửa thì nó tiếp mát ở vị trí này, và xe 5 cửa nằm vị trí này. Hai vị trí này cũng khác nhau, có loại một loại là nó nằm ở đằng bên nước bình giữa kính, một bên một còn lại thì nó nằm bên lái giữa kính như bên phụ. Chỉ con chỉ vậy thôi. Cảm ơn anh em đã theo dõi, xin chào anh em.